Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống của mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nếu được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Kính thưa ông bà và anh chị em rất thân mến, con người chúng ta hay muốn chạy theo cái lời lãi và sự sung túc của thế gian. Đó là cũng là một cái thói quen của nhiều người, và điều đó cũng hợp lý thôi. Bởi vì cuộc sống của chúng ta càng sung túc, càng đầy đủ thì chúng ta cảm thấy càng hạnh phúc. Có điều cái vấn đề nó nằm ở chỗ mà khi chúng ta đã quá dư rồi, chúng ta quá sung túc rồi mà không muốn san sẻ cho anh chị em nghèo túng xung quanh, rồi chúng ta tiếp tục tích trữ cho đầy kho. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cái sự sống đó, chúng ta thấy mình rất là mong manh và tạm bợ, chúng ta không biết ngày nào Chúa gọi về. Cái sự sống ở thế gian này đó không có gì là đảm bảo cả. Do đó chúng ta cần nương tựa vào Chúa, nương tựa vào Chúa để tiếp tục sống. Và cái sự sống của chúng ta đó, dĩ nhiên Chúa cũng muốn chúng ta sống dồi dào, sống sung túc đầy đủ, sống một đời sống hạnh phúc. Dồi dào không những về của cải vật chất không đâu, nhưng mà ngay cả về sức khỏe tinh thần, rồi sức khỏe về mặt thể lý, tất cả mọi mặt đều tốt thì chúng ta thấy cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên cái cuộc sống nó dễ dàng bị cắt ngang bởi sự chết. Do đó chúng ta cần để ý hướng đến một đấng có thể giúp cho đời sống của chúng ta một mặt được dồi dào, mặt khác mang cái tính chất vĩnh cửu và mãi mãi, không những đời này mà ngay cả đời sau. Trong bài đáp ca chúng ta nghe đó, ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại. Mặc dù cái sự chết nó xảy ra, nhưng Chúa vẫn cho chúng ta sự sống trở lại. Chúng ta nhìn mẫu gương Đức Giêsu Kitô, Ngài trên con đường thập giá và sự chết ập đến. Tuy nhiên sau 3 ngày, Chúa đã cho Ngài phục sinh sống lại. Và cái sự sống này chúng ta thấy Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta, những ai tin vào Chúa, những ai mà vác thập giá mình theo Chúa Giêsu thì cũng được sự sống như thế. Thì xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Mặc dù đời sống có những hy sinh chưa sung túc lắm, nhưng chính những hy sinh đó giúp cho chúng ta có một cái sự hiệp thông con đường thập giá của Chúa. Mặc dù cũng có thiếu thốn, có khổ đau đó, nhưng sự sống dồi dào và sự phục sinh của Chúa hứa hẹn cho mỗi người chúng ta một đời sống hạnh phúc, không những đời này mà ngay cả đời sau. Thì xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta được sức khỏe và ơn Chúa trong đời sống của mình. Amen.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Chúa, Chúa cũng nhắn với mọi người chúng ta như vậy: muốn đi theo Chúa phải có điều kiện mới được, từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Vì Chúa nói ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì sao vậy? Vì chính Chúa là đứng cầm quyền sinh tử. Chính Chúa mới có quyền sinh tử trên mọi người chúng ta. Theo Chúa, theo con đường thập giá, theo cái đau khổ, cái đau khổ đó, cái thập giá đó, đó chỉ là phần thân xác của con người. Nhưng mà vinh quang ở phía sau đó, nó nói lên cái sự phục sinh vĩnh cửu. Cho nên Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện liền sau khi Ngài loan báo cuộc tử nạn mà Trang Tin Mừng chúng ta nghe ngày hôm qua. Ngài sẽ chịu đau khổ bị treo trên thập giá. Cái thập giá vốn mà Chúa Giêsu phải trả vì cuộc sống và giáo lý của Ngài. Thập giá là cái cùng cực, cái đau khổ không ai tránh khỏi. Cho nên người môn đệ muốn làm môn đệ thật sự của Chúa phải trải qua con đường thập giá ấy. Thật ra đau khổ vốn là gì? Là phần số chung của mọi người chúng ta. Ai cũng có đau khổ bao giờ. Khi mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau. Có khác chăng là thái độ của con người đứng trước khổ đau đó. Có chấp nhận không? Hay là chúng ta phỉ báng cái khổ đau đó, chúng ta hờn trách số phận. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một thái độ mẫu mực, đó là Ngài luôn chấp nhận những cái khổ đau đó. Ngài đã chấp nhận chịu đóng đinh vào thập giá để biến thập giá từ sự khổ đau trở thành một tình yêu, biểu tượng của tình yêu. Chúa Giêsu chịu trên thân thập giá không phải đề cao sự đau khổ để thể hiện, mà chính Ngài đã thể hiện cái tình yêu đó dành cho nhân loại. Như vậy, chính trong mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu mà thái độ đón nhận đau khổ của chúng ta. Tại sao chúng ta phải từ chối? Cái đau khổ nó có ý nghĩa trong đời sống của mình đó. Cho nên xin cho mọi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, khi có đau khổ, chúng ta hãy luôn nhớ đến Chúa, chấp nhận những cái đau khổ đó để thông phần đau khổ với Ngài trên thập giá, biến những cái đau khổ trong cuộc sống của mình trở thành của lễ tình yêu dâng lên cho Chúa. Hầu mọi người chúng ta cũng được hưởng ơn cứu độ và vinh quang cùng với Chúa trên thiên đàng. Amen. Anh chị em thân mến, ngày nay các công ty xí nghiệp nhận người vào làm, lúc phỏng vấn người ta đòi hỏi những điều kiện về sức khỏe và chuyên môn. Đồng thời tùy một số công việc đặc thù, họ cần có những thỏa thuận cụ thể. Cũng vậy, khi được gọi làm môn đệ của Chúa, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi chúng ta phải có những điều kiện cần thiết cho việc chu toàn bổn phận của người đi xây dựng nước trời. Hôm nay bài Tin Mừng kể lại việc Chúa đòi những người ra đi thi hành sứ vụ cần phải từ bỏ mình và vác thập giá mà theo Chúa. Đó là con đường không êm ả một chút nào. Ngay sau khi Ngài loan báo lần đầu về số phận sắp đến của mình, Ngài đã nói đến số phận của những người đi theo Ngài. Họ được mời chia sẻ cùng một thân phận với Thầy và như Thầy. Thầy trò sẽ phải đi qua những con đường hẹp, con đường của khổ đau và cái chết, nhưng cuối cùng con đường ấy dẫn đến phục sinh. Vậy đâu là con đường, đâu là thập giá mà Chúa đòi chúng ta phải bỏ để đi theo con đường của Chúa? Thập giá đó có thể là những việc chúng ta thấy nhàm chán mỗi ngày mà vẫn phải làm. Những người chúng ta không ưa mà ngày nào chúng ta cũng gặp. Những ngày học và làm việc lê thê mà ngày nào chúng ta cũng phải làm. Cứ sáng là vác xe lên rẫy, ở rẫy, làm lụng, mồ hôi, nước mắt, rồi chiều lại về nhà. Thập giá ấy cũng có thể là đau khổ, bệnh tật, là hoàn cảnh của cuộc sống, là một trái tim tan nát,
một gia đình đầy thử thách. Thập giá đấy cũng có thể là người thân của tôi, bạn bè của tôi gây ra cho tôi. Chúng ta có nhận ra hình dáng thập giá của đời mình chưa? Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác những thập giá đấy để đi theo Chúa, tức là chấp nhận đi trên con đường mà Chúa đã đi. Con đường đó là con đường hẹp, con đường đó là con đường của hy sinh, của thiệt thòi, con đường của tự hủy, con đường khiêm tốn, con đường vâng phục thánh ý Chúa. Từ hôm nay, nhờ ơn Chúa giúp ước gì chúng ta biết tập từ bỏ chính con người của mình mỗi ngày một chút, bắt đầu từ những điều nhỏ mọn vụn vặt, bớt đi một chút đòi hỏi, thêm vào một chút trao ban, giảm đi một ít nóng giận, thêm vào một chút bao dung trong đời sống. Chúng ta cho đi người khác nụ cười và chúng ta bớt đi những cau có. Chúng ta nói lời hỏi thăm, quên đi những chỉ trích chê bai. Và ước gì qua những hy sinh từ bỏ ấy, chúng ta vác thập giá của mình đi theo Chúa đến cùng và lãnh được phần thưởng sự sống Chúa hứa bạc. Anh chị em đã từng biết về bức tượng Pieta, bức tượng Đức Mẹ bồng xác Chúa Giêsu trên tay, do một nhà điêu khắc số một của nhân loại Michelangelo. Ông đã thực hiện bức tượng này và đặt ở tại hiện tại, đặt ở đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Nhiều nơi chúng ta đang sao bản bức tượng này, đặt ở chỗ này chỗ kia. Trong bức tượng đấy, Đức Mẹ ôm Chúa Giêsu mới được tháo xác xuống khỏi thập giá trong bàn tay, đôi bàn tay của mình. Vì thế chúng ta cũng vậy, đời chúng ta có thể khổ lắm, có thể chết, có thể tan nát xác thân, nhưng hãy để đời mình trong lòng thương xót của Chúa và để đời mình trong vòng tay từ mẫu của Mẹ. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa và cái chết hay sự hy sinh của chúng ta đem đến mầu nhiệm cứu độ. Amen.